chào tất cả quý vị khách hàng của thẩm mỹ OIO. Thì ngày hôm nay tôi tiếp nhận một ca tràm bớt đỏ tại khu vực mắt, là một cái khu vực khá là nhạy cảm. Vừa rồi là tôi đã thăm khám lâm sàng và sau đó thì vệ sinh da cho chị và bôi tê trên cái khu vực điều trị của chị, tại vì khu vực này là một cái khu vực khá là nhạy cảm, cho nên là chúng ta sẽ cần phải ủ tê trong một cái khoảng thời gian, và sau đó thì tôi sẽ đưa chị vào trong phòng để điều trị bằng laser xung dài, và mời quý vị cùng theo dõi cái quá trình điều trị của chị nhé. Chào mừng quý vị khách hàng đang theo dõi livestream trực tiếp của thẩm mỹ OIO. Chuyên gia trang bùi của chúng tôi đang thực hiện điều trị tràm bớt đỏ bẩm sinh ở vùng mắt cho một chị khách hàng mới, đó là chị Hường. Và chúng ta có thể thấy rằng gọi là tràm bớt đỏ, nhưng tình trạng của chị Hường thì rất là điển hình với màu sắc vết tràm bớt màu đỏ tím đậm, đúng không ạ? Vùng da mắt thì là một vùng da rất là nhạy cảm và dễ tổn thương. Chính vì thế nên khi không may có vết tràm bớt ở vùng này thì sẽ rất khó để điều trị với những công nghệ thông thường. Laser xung dài chuyên điều trị các bệnh lý về lỗi mạch máu hay dị tật mạch máu gây rối loạn nên sắc tố da, hình thành các vết tràm bớt đỏ. Và với nguyên lý điều trị cực an toàn, nhanh chóng, sóng laser sẽ đi sâu xuống dưới da và tác động trực tiếp vào cấu trúc của vết tràm bớt để phá vỡ sắc tố và đào thải ra khỏi cơ thể, tuyệt đối không gây tổn thương da. Ngày hôm nay thì mới là buổi điều trị đầu tiên của chị Hường thôi, và chúng ta có thể thấy rằng khi laser tác động vào thì vết tràm bớt có xu hướng là chuyển sang màu đỏ đậm hơn một chút, đúng không ạ? Đây mới chính là một hiện tượng đáp ứng laser tốt. Chúng ta sẽ chưa thể nhìn thấy những điểm màu trắng ngà hoặc là màu da ngay lập tức được, mà khi được laser tác động vào thì vết tràm bớt sẽ có xu hướng chuyển sang màu đậm hơn và đào thải dần sắc tố đó ra khỏi cơ thể qua từng ngày. Nếu quý vị khách hàng đang muốn theo dõi được kết quả cuối cùng thì đừng quên nhấn follow trên fanpage của thẩm mỹ OIO để có thể cập nhật những hình ảnh cũng như là livestream qua từng buổi điều trị của khách hàng quý vị nha. Quý vị có thể để lại số điện thoại ngay trong livestream này để đội ngũ tư vấn có thể liên hệ ngay cho quý vị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream sau.